gần trường học, cả ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường. Còn mẹ phải ở một mình, thì mẹ nhớ con lắm đó. Trời quá rộng và lại quá cao, nên làm sao con tới biết thế nào mẹ ơi. Tính mẹ cứ hay là nhớ, lúc nào cũng muốn bên con. Nếu cái gì gần con nhất, con yêu mẹ bằng cái đó. Con nhé, trong bao diêm của con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế. Yeah.